trong nhóm B336 thì mình giữ vai trò là một man dancer, man rapper. Dòng nhạc mà mình theo đuổi đó là pop và R&B. Cho nên khi mà các bạn trong nhóm có một số bạn hát dân ca và bảo mình hát dân ca chung á, thì mình kiểu rất cảm thấy rất là ngại và rất là sợ phải hát dân ca, vì cái giọng hát của mình cũng không có hợp để hát trong dân ca nữa, nó không có được truyền cảm. Cho nên mỗi lúc mình hát dân ca là mình cứ cảm thấy kiểu da gà nổi hết cả lên á, và cảm thấy rất là ghê. Nghe nó lại nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bang đồ Việt Nam nói ghê quá. Rất là ngại nói chuyện với lại cô Từ, tại vì cũng sợ cô Từ. Em ngại nhảy ở chỗ đông người, với lại nói chung là ngại thể hiện tài năng ở chỗ đông người, tại vì giống như là sợ là múa rìu em mắc thợ. Em hay hát những cái thể loại nhạc mà nó rất là xưa và nó đã lâu lắm rồi, nên là mấy bạn hay chọc là sao mày hát những cái thể loại nhạc nó già quá vậy. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Rất là ngại và em chỉ dám hát ở nhà. Khi mà hát những cái chỗ đám đông mà có bạn bè hay là những người lạ xung quanh thì em không dám hát, và tại vì em cứ sợ là người khác sẽ trêu mình, ngại nói chuyện với con trai. Em có cảm giác là khi mà em nói chuyện con trai thì không được tự nhiên cho lắm, cứ bị kiểu ấp áp úng, không thích. Khi xem lại mình biểu diễn một cái gì đó trên TV hoặc là trước màn hình, rất là sợ, không dám nhìn vào mặt, không dám nhìn vào mình đang diễn như thế nào, rất là ngại nhất. Thà mình đóng cửa, mình ngồi một mình coi không sao. Có vấn đề cứ về bên tôi, bọn ở lọt sẽ tan biến thôi. Vì ta luôn luôn bên nhau, vì ta luôn yêu thương nhau, dù có sóng gió đêm mai cũng sẽ vượt tới. Mình rất là ngại. Mình rất là ngại. Mình rất là ngại hát những cái nốt cao lên, những cái nốt cao mà mình nghĩ là mình không làm được. Mình nghĩ là mình không làm được, mình không hát được cái nốt đấy. Vì lúc mà mình hát cao lên mặt mình rất là xấu, nhát lại, xấu hổ lắm. Nên là các bạn có thể nhìn mình lúc mà mình hát bài Con Có Mẹ Rồi ấy, nhưng có cái nốt cao mình toàn nhăn mặt mình xấu ấy, kinh khủng. Mẹ thương con, âm thầm lo lắng cho con nên. Tuy là mình sinh ra ở vùng biển nhưng mà mình là một trong những số ít người không biết bơi. Thì khi mà đi học bơi thì khi mà được mọi người tổ chức ra một cái trò chơi là đua với nhau xem ai tới trước, thì bắt đầu thì mọi người đã gần tới đích rồi, còn mình thì mới bắt đầu bơi. Mình nó trong khi là mọi người đi tới này rồi thì mình chỉ mới tới này thôi. Một cái điều mà mình rất là ngại chính là mình rất là, như các bạn thấy thì mình đang nhuộm tóc, thì mình nhuộm phần đuôi này, bên trên thì mình để màu đen, mà mình rất là thích cái mái tóc nhuộm này của mình. Mình rất là nâng niu nó, mình không hề muốn cắt nó đi một tí nào, mình cũng không muốn nhuộm đen một tí nào. Thế là mỗi lần đi học là mình lại phải gần như là bùi nó lên thì là chỉ nhìn thấy phần đen đấy thôi, không nhìn thấy tóc nhuộm ý. Thì nhưng mà mỗi lần như thế thì thứ nhất là mình rất là đau đầu, và thứ hai là khi mà mình búi lên thì mình trông như một bà già. Bà ơi bà, cho yêu bà lắm, tóc bà trắng, màu trắng như mây. Em mình rất là ngại khi mà hồi đi học thì sáng nào mình cũng phải dậy sớm, xong rồi búi tóc lên các thứ, xong rồi bước ra khỏi nhà nhìn như một bà già. Mình rất là ngại điều này. Hồi trước, hồi cấp 1, em là một cây văn nghệ ở trường. Nên là mỗi lần mà em lên diễn xong, xong đó là mấy hôm sau em có được các bạn gọi tên, xong rồi là
Kiểu hâm mộ thì em rất là ngại điều đấy. Wow. Làm gì ạ? À, kêu. Bắt đầu. Cái điều mà làm mình ngại nhất đó chính là thứ nhất, điều làm mình nó làm em phân tâm kìa. À, tại vì em đẹp trai quá nên là sao mình sẽ nói gì đấy nhỉ? Mình rất là ngại đẹp trai. Cắt đi. Bye bye. This is San Antonio. Loose night. Spaghetti.